Thân mến, kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh điện tử NDT Audio. Thì hôm nay trong video này Tài sẽ review một cái sản phẩm mới mà của hãng Asus và chính hãng là Made in China của Trung Quốc. Thì hôm nay Tài sẽ nói sơ lược về cái dòng sản phẩm này. Trước đây thì Tài đã từng lắp ráp dòng loa súp bass 5 tấc đến với tất cả những khách hàng của mình ở gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Thì những cái dòng loa ASUS này Tài đã nhận được những ý kiến phản hồi của từ khán giả về sản phẩm đạt tiêu chuẩn, cho nên hôm nay Tài lại tiếp tục nhập về cái dòng loa full này và đã test thử và nghe rất là ok, và chất âm Tài được đánh giá rằng nó có thể xứng tầm với cái dòng GM1588F của BA Thái Lan, nhưng mà đường kính cuồng côn sẽ khác một chút xíu thôi. Ví dụ như cái dòng GM1588F này thì côn 88.9 từ và đường kính cục từ cũng là 200, thì cái dòng loa này đường kính cục từ này cũng là 200, nhưng mà cái đường kính của cuồng côn sẽ là 86.5. Và mọi người yên tâm, Tài về bán loại dòng sản phẩm nào thì Tài sẽ có đầy đủ linh kiện phụ kiện để thay thế và sửa chữa sau, nếu mà chúng ta sử dụng loa bị cháy hoặc là bị cọ côn, bị hư côn, hoặc là do rơi rớt gì đó không biết. Thì nói chung là tất cả từ màng loa, mũi loa cho đến côn là đều có côn rin của cái sản phẩm này hết. Thì Tài phải nói trước chứ, để mọi người lại nói là sản phẩm này thì lỡ mà hư thì làm sao mà có côn. Thì đúng, rõ ràng ở thị trường bây giờ thì chưa có cái côn 86.5, nhưng mà Tài cung cấp sản phẩm này, bán sản phẩm này đến tất cả với khách hàng của mình thì Tài đều có đầy đủ. Và dòng loa trép của ASUS cũng là cùng hãng chung với nhau luôn. Thì mọi người thoạt nhìn qua thì sẽ nghĩ nó sẽ là 750, nhưng nó không phải là 750 nha. Mặt sau này đúc nhôm đàng hoàng, và bốn con ốc này đều là ốc inox để không làm cho mất từ. Thay vì sử dụng ốc bằng sắt á, thì nó sẽ hết vào từ. Thì côn trép này cũng sẽ khác với các cái loại côn trép khác, thì bên Tài cũng có cung cấp luôn. Bán sản phẩm nào thì đều có phụ kiện của cái sản phẩm đó. Thì cái loa này, trong video này thì Tài sẽ giới thiệu sơ lược qua đến với tất cả mọi người. Ví dụ như đây giờ mọi người, cái này mà Tài gặp vấn đề là nhiều người hỏi hay hỏi nhất nè, màng loa có gân lụa tẩm dầu đó, nhưng mà bên Tài thì không có gọi là tẩm gân gân lụa tẩm dầu hoặc là gân vải tẩm dầu, mà bên Tài là gọi nó là một cái keo chống giãn màng. Thì nó có một cái độ dẻo dẻo, nó sẽ làm dẻo dẻo suốt, nó không có khô. Thì thay vì những loa khác á, thì chỉ có quét một cái lớp chống giãn màng đó ở trên cái viền loa này thôi, nhưng cái chiếc loa này của hãng ASUS được phủ hết một cái lớp keo luôn, từ màng, phần viền cho đến phần nắp che bụi. Thì về chúng ta cứ lấy tay đụng vào như thế này, nó cứ còn dẻo dẻo, nó dính suốt, nó không có khô, nó cứ dẻo 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 vậy đó. Nhưng mà nó cũng có một điều là nếu mà chúng ta loa, cái loa thùng của chúng ta mà cái lưới mà không có cái lưới chống bụi á, mà chúng ta chỉ lắp cái lưới sắt vào không, thì một thời gian thì chắc là nó bám bụi vào đây, là cũng nhìn cái chiếc loa cũng rất là đẹp luôn á, nó bám bụi vào thì thôi rồi đó. Thì quay sơ ví như này, thì cái video này Tài không có quay bằng đèn LED, chứ nếu mà quay bằng đèn LED nữa thì mọi người sẽ thấy những cái sợi thủy tinh ở phía bên dưới màn này nó chiếu chiếu rất là đẹp. Màng loa được thiết kế để chuyên cho ra tiếng ca, cho ra tiếng full, và côn được quấn một lớp bên trong và một lớp bên ngoài, côn dây nhôm tròn mọi người nha, côn dây nhôm tròn và được quấn một lớp ở trong và một lớp bên ngoài, và đường kính côn là 86.5 đó, Tài nói rõ trong video như vậy. Và để lắp ráp thành phẩm vào cái chiếc vào cái bộ loa này á, thì sau khi lắp ráp xong thì Tài sẽ mời mọi người cùng nghe thử. Thì Tài sẽ lắp ráp chung với hồng cầu sợi thủy tinh, đây là đang chuẩn bị sẵn để lắp ráp đây. Thì đây là cái hồng cầu sợi thủy tinh nè đó, thì sẽ lắp ráp chung với cái lò trép ASUS này PA726, và đây là cái thông số của cái loa này mọi người nha, thông số của cái loa, trong mỗi một chiếc loa đều có thông số đây, và cái thông số từ nè, rồi đường kính để chúng ta đóng thùng nè, chúng ta khoét lỗ thùng nè, đều có thông số hết. Và có luôn cái biểu đồ của mức giải tần âm thanh, có luôn mid frequency cho chúng ta để chúng ta biết được cái loa này là cái giải tần của nó là bao nhiêu.
thì thông số nó đều rất là rõ ràng. Đây. Thì bây giờ bên Tài sẽ bắt đầu lắp ráp vào thùng, sau đó sẽ test và mở cho mọi người cùng nghe thử. Thì đây cũng là phân tầng bên Tài làm ra, làm theo cái giải tầng của cái loa này. Thì phân tầng này dây đồng và các cái cuộn tụ ở trên đây và thiết kế cho cái loa trep thì đã được thiết kế theo cái giải tầng của cái loa này. Nó đồng bộ, trep cũng A sao và loa bass cũng là A sao. Thì sau đó lắp ráp thành phẩm xong thì Tài sẽ quay video test thử cho mọi người nghe. Nhưng mà Tài vẫn luôn nói trước xem qua, tại vì Tài quay video này thì được quay bằng một chiếc điện thoại di động, cho nên là điện thoại nó sẽ thu âm vào thì dĩ nhiên tạp âm nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà Tài vẫn quay test để cho mọi người cùng nghe thôi. Nhưng Tài vẫn luôn nói nếu khách hàng nào có khả năng đi đến được thì cứ đến tại nơi của Tài để trải nghiệm sản phẩm nó sẽ tốt hơn. Còn nghe qua video thì nó chỉ chúng ta chỉ thấy được cái hình ảnh là cái chiếc loa nó là như vậy thôi. Tài khẳng định là như vậy. Xem qua video thì chỉ thấy được khẳng định là cái hình ảnh của cái loa, chỉ quay cho mọi người xem là cái loa thôi. Chứ còn để nói đến âm thanh thì không có gì mà chúng ta bằng chúng ta trải nghiệm thực tế bên ngoài. Thì bây giờ xin mời mọi người bắt đầu tiếp tục và xem video với Tài nha. Và bây giờ là hình ảnh mà sau khi loa đã được lắp ráp xong mọi người nha. Thì Tài chưa có ráp cái nắp lưới vào. Thì để trước như vậy để cho mọi người xem trước. Chỉ để nếu lắp cái nắp lưới vào thì lại nói lắp ráp cái loa khác vào bên trong. Thì Tài luôn làm video riêng Tài thì làm ăn. Có nghĩa rằng buôn bán như thế nào, trên video như thế nào thì Tài sẽ sau khi giao sản phẩm, giao hàng đến tất cả những khán giả của mình và đến khách hàng của mình nó sẽ y là như vậy. Thì họng còi bằng sợi thủy tinh. Thì nói chung là ráp bằng giấc chiều thì bây giờ Tài quay video vào bằng ban đêm thì nó cũng không có được nét cho lắm. Nhưng mà thôi kệ. Nói chung là với những khách hàng mà đến được nơi của Tài thì Tài rất là cảm ơn. Rất nhiều khách hàng đến tại nơi của Tài để cảm nhận và thưởng thức qua âm thanh. Cho nên thì Tài cũng rất là yên tâm về cái sản phẩm của mình và cũng rất là cảm ơn những khán giả đã đến nơi để trải nghiệm thực tế. Nó rõ ràng hơn là quay qua phim ảnh, qua video. Thì sơ lược qua thì đây, hai sợi dây loa Tài đã được kết nối vào đây nha. Đó, quay cho mọi người xem nè. Đây, và Tài luôn thử bằng một chiếc men. Và trực tiếp từ một chiếc laptop xuống mà thôi. Không có qua rề, không qua mixer hay qua bộ điều khiển gì hết. Đây thì hai cái dây loa được cắm vào một cái chiếc man power đây. Và đây là cái dây line tín hiệu từ cái chiếc laptop ở trên laptop này. Đó, dây cắm từ chiếc laptop này. Thì cái dây line của nó nằm như thế này mọi người nha. Đó, thì được cắm truyền xuống một chiếc laptop. Rồi thì Tài cũng sẽ quay nhanh luôn. Nói chung là cũng Tài sẽ ngồi ngay mức như thế này. Đây là vị trí này là ngay chỗ cái chiếc men và cái chiếc laptop nè. Đó, đó thì men là Tài đã để mở sẵn lên như thế này để cho sẵn mức âm lượng sẵn luôn. Và bây giờ Tài chỉ việc clip chuột vào nữa và Tài sẽ ngồi ngay vị trí này luôn để mở cho mọi người nghe cái chất âm bass, trung và treble. Có nghĩa là trực tiếp từ laptop xuống nha, không có qua cái bộ điều khiển gì hết. Đây Tài sẽ thử một cái dòng nhạc bolero nhạc sống nha.
Tài cũng thử sơ lược qua cho mọi người nghe là sau khi loa đã ráp xong thành phẩm nha, thì Tài cũng dám khẳng định ở trong video của mình, đây là sản phẩm một dòng loa bass và treble đều là của Trung Quốc, và mạch phân tần thì do bên Tài làm ra, và sản phẩm thùng là do bên Tài đặt bên cơ sở đóng thùng để đóng. Thì những cái sản phẩm mẫu thùng ở bên Tài thì mọi người cũng đã quen thuộc với cái dòng sản phẩm thùng loa full đơn ở bên Tài rồi. Và Tài dám khẳng định rằng cái dòng loa này nó sẽ xứng ngang tầm cái chất âm đối với cái dòng mà loa PA88F là GM1588F, thì nó sẽ ngang tầm và nó sẽ có một cái mức giá rẻ hơn. Có nghĩa là treble cũng rẻ hơn, bass cũng rẻ hơn. Thì nói chung sau khi chúng ta ráp thành phẩm lại một đôi loa như thế này thì sẽ có giá thấp hơn của loa PA Thái Lan, nhưng mà nó xứng tầm ngang bằng với cái dòng loa 88F. Thì giá thành sẽ rẻ hơn. Thì mọi người có quan tâm đến sản phẩm này thì xin vui lòng liên hệ theo số phone nằm bên trong phần mô tả, thì để được gặp nhân viên bên Tài sẽ báo một cái mức giá tốt nhất đến với tất cả mọi người. Thì đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây, và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.